Một câu hỏi tiếp theo con xin kính chuyển đến sư phụ Tịnh Hải. Xin thầy từ bi giảng nói cho chúng con để chúng con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hàng ngày con có hay trì chú đại bi và niệm A Di Đà Phật, nhưng con nghe mọi người nói là chỉ cần niệm A Di Đà Phật là đủ tất cả rồi. Con đang bị bệnh nên con hay trì chú đại bi cùng với niệm A Di Đà Phật. Vậy thưa thầy, mình bỏ chú đại bi để niệm Phật A Di Đà hay là mình vừa trì chú đại bi mà vừa niệm A Di Đà Phật? Con cảm ơn thầy và con chúc thầy và pháp hội niệm Phật thành công tốt đẹp ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Xin kính bạch thầy từ bi chia sẻ cho Phật tử ạ. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Chư vị tụng chú đại bi để mà giải nghiệp, giải bệnh tốt, không sao đâu chư vị. Trong nhà Phật chúng ta ngoài chú đại bi còn nhiều chú khác nữa để giải nghiệp. Chú Lăng Nghiêm, tập chú Lăng Nghiêm cũng để giải nạn trừ ma chứng giải nghiệp. Chú Chuẩn Đề cũng để giải nghiệp. Tụng kinh Địa Tạng niệm Địa Tạng Vương niệm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đều có để giải nghiệp được hết. Tốt lắm, không sao cả. Nhưng mà nếu mà chư vị niệm một câu A Di Đà Phật thì trong cái câu A Di Đà Phật đã hàm chứa tất cả chú của Phật trong đó mà mình không hay. Là cái đại chú vương nó bao gồm tất cả mà Phật gọi là pháp giới tạng thân. Câu A Di Đà Phật nó bao hết tất cả những đại pháp của Phật trong đó. Chính vì thế mà trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy là thường thường trong kinh Vô Lượng Thọ chư vị nghiên cứu coi có cái câu mà Đức Thế Tôn luôn luôn nhắc là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì chư vị không những là tụng chú đại bi mà tụng chú chuẩn đề cũng có luôn, tụng chú Lăng Nghiêm cũng có luôn, các kinh các sám nằm hết trong cái câu A Di Đà Phật đó chư vị. Chư vị cứ nghĩ thử coi là chúng ta đã tạo nghiệp trong vô lượng kiếp đến nay rồi phải không? Nếu mà còn một mấy mấy cái nghiệp nó bám vào thân mình thì nhất định chư vị phải trả cho được cái nghiệp đó, gọi là cái quả báo của cái nghiệp nhân mình tạo ra, mình mới được thênh thang cứu bộ vượt qua 6 đường luân hồi. Đúng không chư vị? Nếu mà hiểu được cái đạo lý này thì rõ ràng chư vị thấy là một người niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, có người hoan hỷ vô cùng, vui vẻ vô cùng, chắp tay lạy A Di Đà Phật rồi cảm ơn tất cả chư vị đồng tu tớ hộ niệm cho tôi, rồi tôi đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là họ đã thênh thang cưỡi bộ nhẹ nhàng vượt qua 6 đường đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rõ ràng những người này là những người họ đã vượt qua tất cả ách nạn của nghiệp chướng rồi, chư vị thấy rõ ràng chưa? Chính vì thế mà nếu thực sự chúng ta tu tụng chú Đại Bi rất tốt, chú Đại Bi là của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đang ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc và Ngài là vị tá hữu thân cận với Đức A Di Đà, Ngài luôn luôn ngày đêm niệm A Di Đà Phật. Không ngờ để ta nhờ Ngài tới cứu ta hết bệnh, hết hết nạn, trong khi chính Ngài niệm A Di Đà Phật. Như vậy nếu mà ta thành tâm niệm A Di Đà Phật, ta tu cái hạnh ngang ngửa với Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, chư vị thấy không? Thành ra khi ta trở về Tây Phương, tay trong tay với Bồ Tát Quan Tâm, gọi là Bồ Tát Bất Thoái Vi Vạn Lữ, là ở câu A Di Đà Phật đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn có tuyên dương cái pháp niệm Phật bằng cái câu này này, là cái người mà niệm Phật pháp môn là hạnh siêu phổ hiền,
đang bỉ ngạn. Đức Bổ Huyền là một vị đại sĩ đáng giác Bồ Tát đang hướng dẫn đại chúng trên cõi Hoa Nghiêm, cũng như là hướng dẫn đại chúng trên cõi Tây Phương Cực Lạc thực hiện 10 cái hạnh vương để mà đưa tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài là đáng giác Bồ Tát rồi, mà Đức Thế Tôn nói người nào thành tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương là vô tình ta đã tu một cái hạnh vượt qua cái hạnh tu của Đức Bổ Huyền Bồ Tát. Cho nên chư vị mà niệm Phật rồi về đến đó gặp Phổ Huyền Bồ Tát, Ngài ôm chồng với chúng ta nói: trời ơi, tại sao chư vị lại may mắn mà có cái duyên lành lớn như vậy? Ta tu vô lượng kiếp rồi, ta mới tới đây, chư vị tu có một đời tới này luôn. Nếu mà chư vị tụng chú Đại Bi mà sau cùng rồi chư vị đem hết tất cả những cái công đức của chú Đại Bi hồi hướng về Tây Phương, rồi chư vị niệm câu A Di Đà Phật chư vị ở đó, thì gặp Đức Quán Thọ mà đó, Ngài cũng ôm chồng lấy ta trong tay. Tại sao vị tu cái đường nào mà hay như vậy? Là Ngài khen chúng ta niệm câu A Di Đà Phật để về Tây Phương đấy. Nếu thí dụ như chúng ta quyết lòng cầu hết bệnh thì tốt đó, nhưng mà sợ rằng là bây giờ đây mình có một bệnh, tại vì ở đây chư vị nói con đang có bệnh, đúng không nè? Bệnh này chỉ có một bệnh mà thôi, mà chư vị lo trì chú để trị cái bệnh đó, rồi khi ngày mai ngày mốt có một bệnh khác nữa, chư vị lại lo cầu quán tâm trị cho mình cái bệnh đó. Giả sử như khi đến cái vùng mà vùng cận tứ nghiệp, trước khi xả bỏ báo tâm, không phải là nghiệp chướng nó sinh ra một cái, mà nó tới chục cái, hai chục cái, có tới 100 cái nghiệp nó đổ ra trong lúc đó. Bây giờ chư vị làm sao đây? Như vậy tiếp tục chúng ta niệm nghiệp để niệm niệm tụng chú để mà trừ cái nghiệp. Vô tình nghiệp thì có thể tiêu, nhưng mà tiêu không hết, tại vì chúng ta nếu nó nở ra cho chúng ta trước khi ra địa 10 cái nghiệp thôi, chúng ta trị hết 10 cái nghiệp đó, vẫn còn có nghiệp thứ 11, thứ 12 đến thứ 100 mấy đó, nó vẫn còn. Mà vẫn còn như vậy thì chư vị vẫn phải trung chuyên nhiều đời nhiều kiếp để mà trị cái nghiệp đó. Thì hôm nay xin giới thiệu với chư vị, chính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh niệm Phật Ba La Mật khuyên chúng ta rằng chúng sanh trong thời mạt pháp này nên chuyên tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Và Ngài nói rằng niệm Phật là đệ nhất pháp môn, chúng sanh không nên rời câu A Di Đà Phật. Tức là Ngài khuyên không còn phải trị từng cái bệnh một, mà ta niệm một câu A Di Đà Phật vượt qua tất cả nỗi nghiệp, ta trị hết tất cả các cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp. Cho nên nếu mà chưa bị nghiên cứu trong kinh Vô Lượng Thọ thì thấy rõ cái vấn đề này. Tức là một người đang bị bệnh như vậy mà thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chân thành nghe chư vị, trí thiết nghe chư vị, gọi là chân thành niệm Phật, thì không có nghiệp nào mà không có giải được, tức là giải cái nghiệp tại đó. Nhưng mà ngược lại chư vị là thành tâm niệm A Di Đà Phật thì Ngài Quán Tâm cũng đến gia trì cho chúng ta, để chúng ta vượt qua cái nghiệp đó, không bị cái nạn đó nữa, để chúng ta an toàn bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì hình như là niệm A-di-đà Phật nó có cái lợi thế hơn, là ta vượt qua cái nạn đó, chúng ta nhận cái nạn đó để mà chịu đau khổ, rồi nhờ Ngài tới cứu cho chúng ta cái khổ nạn đó. Chư vị có thấy rõ ràng chưa? Cho nên nếu mà chư vị quyết lòng niệm Phật thì chư vị cứ một câu A-di-đà Phật, thì trong kinh nói không phải là một vị Quán Thế Âm Bồ Tát mà tới 25 vị đại sĩ như Quán Thế Âm Bồ Tát tới gia trì cho chúng ta, để chúng ta một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy rõ ràng là niệm một câu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chấm dứt tất cả những cái nghiệp nạn mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp, hình như là một cái phương pháp tối thù thắng.
vi diệu hơn, dễ dàng hơn. Như vậy thì mong chư vị đem tất cả những công đức niệm tụng chú Đại Bi này, chú Chuẩn Đề này, chú Lăng Nghiêm này, chúng ta dồn hết công đức đó gửi về Tây Phương, mà thành tâm niệm A Di Đà Phật. Tức là bây giờ đây một câu A Di Đà Phật bao gồm tất cả chú, một câu A Di Đà Phật hình như bao gồm tất cả những kinh điển mà của Đức Bổn Sư Thích Ca dạy cho chúng ta, chúng ta đi thẳng đường. Và đây chính là lời dạy của chư tổ trong Tịnh Độ Tông, nhất là Ngài Triệt Độ Ngộ. Ngài nói rõ ràng: nhất cú di đà, nhất đại tạng kinh. Một câu A Di Đà Phật niệm lên là chư vị coi như hoàn thành cả tất cả những cái kinh điển của Đức Bổn Sư Thích Ca giới thiệu cho chúng ta, chứ không phải chỉ có một chút. Như vậy rõ ràng câu A Di Đà Phật tối thắng vi diệu, gọi là tối thắng vô cực. Mong chư vị quyết lòng đi vãng sanh nghe A Di Đà Phật. Và chúng con xin thành công tri ân công đức của thầy Tịnh Hải đã giúp chúng con. Bây giờ quyết lòng chúng con niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng. Chư vị có đồng ý với chúng con như vậy không? Đúng rồi, niệm tất cả một niệm cái nghiệp chướng nó tiêu hồi nào, nó không tiêu, nó nằm im xuống, nó lót đường cho chúng ta đi dễ dàng lắm. Chư vị đừng khơi nghiệp chướng lên, nhiều khi nó nổ ra một nghiệp nữa kéo thêm nhiều nghiệp khác nữa, thành ra cũng hơi khó cho chúng ta con đường giải thoát. A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nghiệm tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Vì có rất nhiều ý niệm vi tế mà từ trước đến giờ chúng con không nhận ra, nay được thầy hướng dẫn, chúng con quyết lòng một đời này chỉ chuyên chú một câu A Di Đà Phật và học tập hộ niệm để hộ niệm cho nhau, để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.